Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Viên Thông Sĩ Phan Đôn, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào, nhân dịp Đoàn Tòa án Nhân dân Tối cao Lào thăm Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Sĩ Phan Đôn được tín nhiệm bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào. Chủ tịch nước cho biết, điều này khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Quốc hội và nhân dân Lào đối với uy tín của đồng chí. Chủ tịch nước khẳng định, mỗi nước không chỉ đổi mới hành pháp mà còn cả tư pháp nên cách đây 20 năm, Việt Nam đã cải cách tư pháp lấy tòa án làm trung tâm. Nhờ đó, Việt Nam đã xây dựng củng cố cơ quan tư pháp, nhất là hệ thống tòa án. Đặc biệt thời gian gần đây, tòa án đã xét xử trực tuyến và cải cách thủ tục tòa án theo hướng công khai minh bạch. Năng lực đội ngũ của thẩm phán được nâng cao, cơ sở vật chất từ tòa án nhân dân tối cao tới các địa phương đều có sự thay đổi rõ rệt. Những bộ luật, luật quan trọng đều được bổ sung, sửa đổi, năng lực của đội ngũ thẩm phán được nâng cao. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ lý luận, bài học thực tiễn với các bạn Lào nhằm cùng nhau nâng cao chất lượng hoạt động của tòa án hai nước. Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn, chánh án tòa án nhân dân tối cao, viên thông sĩ Phan Đôn cho biết. Thời gian qua, Tòa án Nhân dân tối cao của Lào và Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam đã có sự hợp tác chặt chẽ, ngoài hỗ trợ trong xây dựng một số dự án luật nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán trong thời gian tới hai cơ quan nhất trí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tăng cường hợp tác trong nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán của lào đồng chí viên thông sĩ phan đôn đề nghị tòa án hai nước cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được không ngừng nâng cao hiệu quả và tăng cường mối quan hệ hợp tác góp phần thiết thực vào kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao và 45 năm hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào